chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui vì được gặp lại mọi người trên kênh Anh Thư Family và Cuộc Sống tại Thụy Điển. Thì gia đình nhà Dịch rất là vui vì ông bà cô chú luôn ủng hộ và yêu thương gia đình nhà Dịch. Bữa giờ là đi xuống nhà ông bà nội ăn dầm nằm về luôn. Là ta nói hả, ở dưới đây 2-3 ngày rồi, ăn cho ta nói mà tới khi nào mà ông bà nội đuổi về thì thôi. Alicia sẽ Hay đưa ba đi đâu mà hay đưa tôi không cho mama đi theo hả? Phụ giống tôi phải là mẹ. Hả? Gió với anh nè. Con tên gì? Alice gì? Alice Toy. Con tên gì? Papa. Baba, baba tên gì? Baba tên gì? Papa tên gì? Baba tên gì? Papa tên gì? Say rồi, mít túi. Mít túi. Papa mì. Say rồi Alice, nói đi Alice. Mít túi. Mít túi. Mít. Mít. Túi. Túi. Lít túi với lại mít túi. Ôi ôi, trái táo nè mọi người, táo non quá trời luôn. Mới vừa ngồi uống cà phê xong thì bây giờ anh Mít ảnh nói là có một cái chiếc tàu mới vừa ghé vô trong cái bến thuyền của nhà đó mọi người. Thì ảnh nói là cái tàu này cái style của mình thích đó, tại vì mình với ảnh đang suy nghĩ muốn mua cái tàu mới á, mà ảnh nói thôi giờ dùng cái tàu cũ trước đi, đi thử để biết coi có thích hay là không á. Rồi ảnh nói thôi giờ đi ra đây để coi thử cái tàu này coi có, nếu mà thích đó thì từ từ mình tính tiếp cái chuyện là sẽ mua cái tàu hay là không. Đi coi chiếc thuyền kia, nhưng mà cái khách đó là khách mới, không có quen cho nên mình không có dám quay, ngại quá. Đang đứng coi thì gặp hai ông bà khách lâu năm của ông bà nội nè, đậu cái chiếc thuyền bườm ở đây. Thì ông bà mời đi lên tàu chơi. Đây là lần đầu tiên mình được ngồi ở trên một cái chiếc thuyền bườm như thế này. Thì hồi xưa mình cứ nghĩ là có thuyền bườm nó chỉ chạy bằng cái cánh bườm thôi, nhưng mà nó có luôn cái máy ở đây nha. Nếu mà không có gió thì mình có thể mình chạy bằng máy. Thì anh Mít anh lại thích cái thuyền như thế này hơn là cái thuyền kiểu mới bây giờ. Tại vì cái thuyền này nó đỡ hao nhiên liệu hơn á. Thì lần đầu tiên xuống đây á, không ngờ nó to như vậy. Bên trong nó có tới hai cái giường đôi nè, rồi có toilet, có bếp, rồi có nhà tắm ở trong đó luôn, rất là to. Anh nói đó là mấy cái tàu như thế này nè thì nó sẽ đỡ tốn nhiên liệu hơn và nó sẽ mắc hơn là gấp đôi cái tàu mà cái kiểu mới bây giờ. Đang ngồi chơi á thì thấy mấy ông bà cũng là khách quen á, ngồi thả cái chiếc thuyền này. Cái này không biết kêu là cái gì á mọi người, mà nó nổi trên mặt nước á, nhìn lãng mạn dễ sợ. Mình đang kêu anh Mít làm chiếc vậy cho mình á, mà ảnh cười, anh không biết làm. Thì đó, đây nè, nguyên một cái chiếc tàu nhìn, nhìn không có to lắm nhưng mà bên trong rất là to luôn, có tới hai phòng ngủ lận á mọi người. Thật sao mấy kia? Hey đồ. Hey đồ. Alice. Say thật đồ Alice. Hey đồ. Julia xuống đây á, là Julia chạy vòng vòng đi vô mấy nhà xe của khách rồi, tại vì vô đó được ăn kẹo á. Còn chị hai thì tối ngày cứ chạy theo Alice thôi. Hôm nay khách rất là đông luôn mọi người ơi, không còn một chỗ trống nào luôn á. Vô ngày hè là cái dưới cái camping, cái chỗ nhà ông bà nội á, rất là đông vui, khách rất là nhiều. Nội mà đi ra một vòng thôi là ta nói hả, nói chuyện mà muốn khát nước luôn á, tại vì ai cũng hỏi thăm á đó. Và đặc biệt là ba con dịch nhà mình á, ông bà ở đây thường đa số khách lớn tuổi không à. Thì ông bà có cháu ngoại, có cháu cố rồi á, cho nên rất là thích mấy đứa nhỏ. Ông nội chạy xe đạp về nhà kìa, ông nội nãy giờ ông nội đi thu tiền, giống như là đi thu tiền góp vậy, tiền hụi buổi chiều. Ở cái camping của ông bà nội á, là mỗi một buổi chiều khoảng tầm 7 giờ thì ông nội hoặc là ông nội á, thì sẽ đi thu tiền ở trên bờ, còn chú Lót á, thì sẽ đi xuống dưới chỗ cái bãi bến thuyền ở dưới đó để thu tiền ở dưới thuyền. Nãy giờ đó đi ghé từng người như vậy đó hả, mỗi người ghé mỗi người cái người ta mời một lon bia, một ly rượu hoặc là một cái bánh vậy đó, là đi một vòng là no rồi về khỏi ăn cơm luôn á.
khoe với mọi người cái chỗ trồng rau của bà nội nè. Cái cây này nó giống như là cái cây rau má ở Việt Nam mình vậy đó, nhưng mà nó rất là to. Cái vị cũng y chang như cây rau má vậy đó. À, mình nghe một số anh chị ở châu Âu á, thì người ta trồng, người ta nói là cái cây này ăn được, ăn cả thân, cả rễ và cả hoa luôn. Nhưng mà mình thì mình chưa ăn bao giờ. Rất là thơm mọi người. Thì ở đây mình thấy có hai cái bông, loại này là màu đỏ tươi nè. Cái này là màu vàng. Đó, cây rau má mà ra hoa nha. Còn cái chỗ này là trồng rau của bà nội nè. Nhìn có chút xíu vậy thôi đó, nhưng mà ta nói đủ ăn mỗi ngày đó. Cứ mỗi ngày đi ra bẻ mấy lá xà lách vô vậy đó. Nó lên dữ lắm mọi người. Trồng có mấy cây à, mà nó lên nguyên một cái mùa hè ăn luôn, sướng lắm. À, bên đây là cây thì là nè. Thì là cũng lên rất là tươi tốt luôn. Tươi tốt lắm luôn á. Cứ cắt là nó lên, cắt là nó lên á. Còn ở đây nó kêu là cái cây rucola. Thì cái cây này ăn cũng ngon lắm luôn. Mà sao bà nội không ăn mà để nó ra bông hết trơn rồi. Để mình ngắt bỏ cái bông này để nó già hết rồi. Ở bên này là mấy cái hành á. Hành bà nội trồng nè. Bên đây là mấy cái loại rau thơm nè. Rất là thơm. Ở đây bà nội trồng khoai tây nè. Nhưng mà ai đào lên rồi thấy có củ rồi nè. Mà sao ông bà nội không đem vô vậy ta? Đây, củ khoai tây. Tối hôm nay cả nhà mình sẽ ăn cái món cá hồi Girova. Hôm bữa mình làm á, thì ăn chung với lại cái khoai tây, với lại cái nước sốt. Mấy đứa nhỏ thì nó sẽ ăn cái thịt viên này nè. Mấy đứa nhỏ nó thích ăn cái thịt viên lắm mọi người ơi. How do you smoke a bullock? Good. Good. Anh Mít với bà nội đang lột cái khoai tây tươi á. Thì cái khoai tây này khi mà luộc á, không có cần phải bào vỏ. Khi ăn thì lột như vậy thôi. Ở bên đây người Thụy Điển người ta ăn cá hồi với là khoai tây với salad với lại cái nước sốt như thế này nè mọi người. Mời mọi người ra bàn cùng ăn cơm với nhà mình nha. Ngon không Ali? Ngon. Ôi giời ơi, ba cứ cho má ma uống rượu hoài ta. Cứ dụ tôi uống rượu hoài ba đem phê. Spirit. Risk. Oh. Rượu vodka của Nga. Finland. Của Phần Lan chứ không phải là của Nga. Anh vừa lên tàu ship rồi đó Alice. Ăn thương ba quá. Ê, trời em sẽ đưa khắp bởi giá tụi mình kia dược lưu mình sẽ đưa cà phê qua lít nè. Con mời ông bà cô chú ăn cơm chưa? Mời ông bà cô chú ăn. Đây là cá hồi nè mọi người. Mời mọi người. Cái này thịt. Cái này thịt. Mời ông bà cô chú. Mọi người ông bà cô chú sao mà giống nhau? Bas ăn lạc sữa. Nè. Con nhỏ cho nên con nói là mời ông bà cô chú anh chị. Con nói mời mọi người thì xong Ali hút bả. Mọi người là Ali hút bả. Đưa em anh. Mình tôn trọng mọi người thì con phải nói là ông bà cô chú anh chị. Cái gì Alice ngứa lỗ tai quá ha Alice hả? Cái gì tôi đang sợ sợ. Anh
Vô. Ôi, 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 ôi. Vô. Vô. Này cái đó rượu, Alice không uống được. Vô. 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 Mời mọi người. Ôi, đi hút bả. Thôi đó thôi, một ly gì uống 100% luôn ta ơi. Cafu Bo Fenty. Cá nó vừa thấm tới á mọi người. Rất là thơm và ngon nha. Cái vị đợt này hôm nay cũng rất là vừa ăn, rất là ngon luôn nữa. Nó béo. Hả? Nãy uống lon bia muốn xỉn rồi, bây giờ uống tiếp cái rượu này nữa. Đi xuống cái nhà ông bà nội là toàn là ăn, uống, nhậu, kiểu là hưởng thụ thôi á. Ok. Mama. Ông nội mới khen, ông nội nói em. Vad sa du? Han tycker mycket bättre om sån här gravad än varmrök. Varmrök lagt den blir trött då. Kanske du äter för mycket. Ja, ja. Mamma! Jag har aldrig gjort rökt lax. Bye bye mẹ. Sao vậy? Con đi đâu? Con đi lấy thịt. Con đi lấy thịt. Con ngọt thịt đó, con lấy thịt gì nữa. À cái thịt kia hả? Ông nội vừa mới nói là ông nội rất là thích ăn cái cá hồi của mình làm. Tại vì ông nội nói cái vị rất là vừa và nó béo, nó ngon. Ông ngán cái cá mà đem đi hông khói rồi. Tại vì ở đây có mấy người mà Na Uy á, người ta đi câu cá ở đây rất là nhiều. Xong rồi cái người ta câu lên được nhiều cá quá, cái người ta đem đi hông khói á cho mà nội ăn á, xong ông nội nói tao mệt quá, ăn cái đó ghiến ngán quá trời luôn, giờ ăn cái cá của mình làm á, cảm thấy rất là ngon. Nãy giờ ông nội ăn ba dĩa rồi. Ông nội thích ăn kìa. Alice có muốn ăn thử không? Cái này là cá sống á nha mọi người, giống như là cái sashimi của Nhật Bản á. Anh Mít với mấy đứa nhỏ bày trò đi ra ngoài ngồi chơi rồi nè mọi người ơi. À, cái trò chơi này tiếng Thụy Điển nó kêu là cúp. Có nhiều người, có ông kia ra đứng ngồi đợi chơi cùng nữa nè. Hey Alice. Hey hey. Hả? Mắt thua à? Mắt cỡ hả? Cái trò chơi này nè, vào mùa hè người Thụy Điển rất là thích chơi. Thì cái luật lệ của nó là như thế này.
giống như Julia nó đang đóng cái hai cái thanh que này nè, là để ra làm thành một cái khung để mấy cái thanh mà của Alice nó đang cầm á. Cái thanh đó thì không cần đóng, chỉ để lên trên mặt đất thôi. Chính giữa nó sẽ có một cái thanh gỗ, nó kêu là thanh gỗ ông vua. Thì khi mà đội ở bên này á, người ta sẽ dùng cái thanh gỗ mà giống như của Sophia vậy đó, sẽ có 6 thanh gỗ. Mình sẽ chọi làm sao mà cho những cái thanh gỗ vuông ở bên đội bên kia nó ngã xuống. Khi mà tất cả các thanh gỗ vuông nó ngã xuống rồi á, thì mình được quyền mình chọi cái thanh gỗ ông vua. Thì như vậy là mình sẽ thắng cái trò chơi. Mà nói thiệt với mọi người luôn, mình rất là dở chơi mấy cái trò chơi này. Mình ném không bao giờ mình ném trúng, không biết tại sao nữa. Cái tay nó sao quá, ngộ lắm, không có ném thẳng được. Canh rất là kỹ rồi đó, nhưng mà lúc ném cũng ném không trúng luôn. Cái tay của mình đó là chỉ kêu là giống như là làm những cái đồ mà thủ công mỹ nghệ đi, thì mình có thể mình ngồi cả tiếng đồng hồ mình làm được. Nhưng mà về mấy cái ném này nè, là mình bó tay á. Để xem coi cái trò hôm nay đội nào thắng. Mình với Sophia nói chung là y chang như nhau luôn, chọi không bao giờ trúng. Lúc nãy là mình đã ném rớt được một thanh, thì bây giờ anh Mít anh sẽ cầm một cái thanh đó và ảnh sẽ ném chính giữa gần ông vua đó. Thì trước khi ảnh ném 5 cái thanh gỗ còn lại của mình đó, thì ảnh phải làm cách nào đó ảnh ném cho cái thanh gỗ mà nãy mình mới làm ngã của ảnh xuống trước. Nếu mà không được thì mình sẽ đứng từ ngay chỗ cái thanh gỗ mà ảnh ném á, chỗ Sophia nó mới vừa cầm lên đó, là mình chọi, chứ mình không có đứng phía sau cái 5 cái thanh gỗ của mình nữa. Lúc nãy là mình mới chọi ngã một cây đó, cho nên mình phải dựng nó lên trước khi anh Mít ảnh chọi mấy cái cây này đó, là anh phải chọi cái cây đó trước. Yeah! Engine. Man lút luôn anh. Nếu mà anh không có chọi được thì mình sẽ bắt đầu đứng từ cái cây đó. Yeah, nó sẽ bị to ha. Mình đứng ở đây để mình chọi. Anh Mút anh chọi ba cây đá trúng với nhau, cho nên bây giờ phải chồng nó lên vậy. Thì trước khi ảnh đánh gục cái cây kia. Số. Bây giờ ảnh chỉ còn có mục tiêu là cái cục này của mình thôi. Nếu mà ảnh chọi ngã cái đó là ảnh được quyền chọi cái con vua. Rồi cuối cùng anh Mít anh cũng thắng rồi. Chán dễ sợ chơi, không có lúc nào mà thắng không Mít hết trơn. Cái tay mình giống như cái tay cùi vậy, nó không bao giờ mà chọi mà trúng cái gì hết trơn á. Mà lần nào cũng vậy hết á. Con thắng rồi. Con thắng rồi. Ghét bá bà, ghét Julia. Thôi từ sáng tới giờ tụi nhỏ quậy cũng quá trời mệt rồi. Thôi bây giờ mình đi vô mình đánh răng súc miệng nha, dỗ tụi nhỏ đi ngủ đi. Rất là cảm ơn ông bà cô chú anh chị đã yêu thương ủng hộ gia đình nhà dịch. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào 7:30 tối ngày mai. Bye bye mọi người.